Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Trương về tội giết người. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình với trại tạm giam Công an tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội và 8 điểm cầu của Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy dự tại điểm cầu Tòa án Nhân dân tỉnh. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 15 tháng 10 năm 2023, sau khi ăn mì tôm và uống rượu, Nguyễn Văn Trương sinh năm 1978, trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, đi ra cổng nhà thì gặp ông Mai Văn Xuyên, sinh năm 1962, cùng thôn, cũng đã uống rượu say. Thấy ông Xuyên đứng ở đường, Trương đã gây gổ chửi nhau với ông Xuyên và sau đó hai người thách thức đánh nhau. Trương đã về nhà lấy chiếc kéo dài 20cm, còn ông Xuyên về lấy chiếc bơm bằng kim loại dài 50cm. Hai bên lao vào đánh nhau. Lúc này có chị Nguyễn Thị Dung là hàng xóm và chị Mai Thị Linh Trang là con gái ông Xuyên nhìn thấy và đã can ngăn nhưng không được. Quá trình xô sát, Trương đã dùng kéo nhọn đâm vào ngực trái khiến ông Xuyên tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Trương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trương 17 năm tù giam, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 156 triệu 500 ngàn đồng và án phí theo quy định của pháp luật.